Cho đến ngày nay, 7 năm sau khi Trờ được thành lập, Trờ chưa hề công bố danh tánh chức vụ của bất cứ một tướng lãnh nào. Ai biết được gì thì biết, không thì thôi, chả quan tâm đến. Chỉ có hai cá nhân xuất đầu lộ diện, người giới thiệu công khai cho mọi người biết đó là Ủy viên quân sự Trần Nam Trung và Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang bắn vũ trang miền Nam Nguyễn Thị Định. Thấy Trần Nam Trung là ai? Ai ai cũng biết rõ rằng Trần Nam Trung chỉ là cái tên giả, là bí danh của một tướng lãnh trong hàng ngũ tướng lãnh Hà Nội. Người ta sử dụng tên Trần Nam Trung cốt đánh lừa dư luận, tạo những thuận lợi về chính trị và giữ được bí mật quốc phòng cho chính quyền miền Bắc. Lúc đầu không chỉ giới tình báo Việt Nam đồng minh, cả những cán bộ chiến sĩ của Rờ của mặt trận giải phóng đều tưởng lầm, cho rằng Trần Nam Trung là cái tên thứ hai, cái lốt mới của Trung tướng Trần Văn Trà. Cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Khu 8, rồi tư lệnh Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông thời kháng chiến 45-54 ở Nam Bộ. Về cấp bậc đảng trong những ngày 1959-1960 ở Hà Nội, Trà là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương đảng. Mọi người đều tưởng lầm như thế, nhưng thật sự Trần Nam Trung không phải là Trần Văn Trà, mà chính là Trung tướng Trần Lương, sinh quán Hà Tĩnh, nguyên thủ lãnh du kích Ba Tơ năm 1945, và Trần Lương được kể là một trong những đảng viên Cộng sản Đông Dương gia nhập đảng trước năm 1930, đã từng tham gia Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong thời gian 9 năm kháng chiến chống Pháp, Trần Lương công tác tại Tổng cục Chính trị với chức vụ phó chủ nhiệm, tức Tổng cục Phó, thuần công tác đảng, ít khi xuất đầu lộ diện như những tướng lãnh khác. Năm 1950, Đảng Cộng sản ra công khai với cái tên Đảng Lao động, Lương được bầu ủy viên chính thức Trung ương Đảng. Sau khi tiếp thu miền Bắc năm 1958, trong đợt phong quân hàm toàn quân, Lương được đảng cho trút vào bí mật, để đến năm 1961 đưa vào Nam với cái tên mới Trần Nam Trung, nắm quyền tư lệnh Bộ Chỉ huy Rờ và Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm cả chức vụ Bí thư Quân ủy miền Nam, những chức vụ mà trước đây nằm trong tay của anh hai chủ tịch xe ngựa. Ngoài tên Trần Nam Trung, Trung tướng Trần Lương còn dùng nhiều bí danh khác như Ba Trần, Hai Hậu, Năm Nga, v.v. Tuy nhiên, trên phương diện công khai, phía bên kia chưa bao giờ giới thiệu Trần Nam Trung là tư lệnh Bộ Tư lệnh Rờ, chỉ được giới thiệu ủy viên quân sự trong mặt trận dân tộc giải phóng, nhưng mọi người đều hiểu chức vụ tư lệnh mới thực sự là chức vụ đúng nhất của ông ta. Có điều không ai ngờ đến, Trung tướng Trần Lương vốn xuất thân thành phần bần cố nông, dốt đặc. Mãi đến khi gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương mới được các đồng chí dạy đọc dạy viết, nghĩa là ông ta chỉ biết đọc viết viết, chưa hề học qua một trường văn hóa cũng như quân sự nào. Thế mà trung tướng đấy, tư lệnh đấy. Về Nguyễn Thị Định, sinh quán của Định ở quận Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, năm 45, Định mới ngoài 20 tuổi, có chồng một con, có chồng từ năm 16. Theo lời Định kể trong một loạt hồi ký đăng trên báo Quân Giải Phóng của Rờ năm 1965. Năm 1945, Định cũng từng đi theo một phái đoàn Việt Minh của tỉnh Bến Tre ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh xin vũ khí. Trước 45, Định đã là một đảng viên Cộng sản Đông Dương, là liên lạc viên cho chồng với các đồng chí của chồng. Ngày đầu kháng chiến chống Pháp, Định là chủ tịch Ban chấp hành Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Bến Tre và là ủy viên tỉnh ủy. Năm 54, Định được thăng lên bí thư tỉnh ủy và ủy viên khu ủy Y2. Sau chiến dịch tập kết ra Bắc, Định được chỉ thị ở lại. Thời kỳ bấy giờ, các cơ sở đảng bị quốc gia lùng dữ tợn, phá vỡ hầu hết. Định đâm hoãn, tản cư về Tránh Né ở Cù Lao Dài, nằm trên sông Cổ Chiên thuộc Cái Mơn, tỉnh Bến Tre, với người chồng thứ ba trong lớp nông dân cày ruộng. Quần sắn ống ăn trầu bô bô, người chồng thứ nhất của Định chết ở Côn Đảo trước 45, người chồng thứ hai Định lấy trong những năm đầu kháng chiến theo kiểu bán chính thức và nhân ngãi non vợ chồng, được ít lâu bị Định cho dê. Sau đó, có người thứ ba thế chân ngay, kể ra Định cũng tình tứ lắm đấy chứ. Sau phong trào đồng khởi, Định tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị với đội quân đầu tóc bằng cách ra lệnh cho cán bộ địa phương bắt buộc đàn bà con gái từ 12-13 tuổi cho đến 7-80 tuổi, miễn ai còn đi đứng nổi là phải rập những mẫu đơn viết sẵn, chép lại trên giấy học trò rồi kéo nhau đi đơn lên quận lên tỉnh. Mỗi lần đi đơn như vậy có đến hàng trăm, có khi cả hàng ngàn người.
hành động khép nép nộp đơn rồi tất tả ra về đó được ở trên cho là anh dũng tuyệt vời, khí thế bừng bừng sôi sục, làm cho kẻ thù khiếp sợ run rẩy, nên định được thăng ngay lên bí thư khu ủy Y1. Cuộc gặp gỡ với Nguyễn Chí Thanh trong kỳ đại hội thành lập mặt trận, định được Nguyễn Chí Thanh phong là người phụ nữ số 1, cất nhắc lên hàng ủy viên thường vụ Trung ương cục, và cho đến lúc Nguyễn Chí Thanh vào ở hẳn tại miền Nam năm 63 để trực tiếp chỉ đạo chiến tranh, định được Nguyễn Chí Thanh rút về R đưa lên ngôi vị phó tư lệnh đầu tiên của Bộ Chỉ huy R. Ngoài hai nhân vật trên, hai nhân vật được công khai hóa, công bố tên tuổi chức vụ mà mọi người đều biết, còn có những tướng lãnh không được giới thiệu. Những tướng lãnh này mới là những người hữu danh hữu thực nắm quyền và điều khiển chiến tranh tại miền Nam, như phần trước đã nói đến, đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Trung tướng Trần Văn Trà, Thiếu tướng Trần Độ, Thiếu tướng Lê Trọng Tấn. Dù đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở phần trước, cũng xin được lặp lại lần nữa về những tướng lãnh này. Tướng lãnh quan trọng bậc nhất nắm tất cả mọi quyền hành, lãnh đạo toàn bộ cơ cấu đảng, quân sự cũng như chính trị tại miền Nam là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bí danh Sáu Vi, Trường Sơn, đôi khi ký tên trên báo là Hạ sĩ Trường Sơn. Nguyễn Chí Thanh là một trong hai đại tướng của miền Bắc. Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh, đại tướng của Nguyễn Chí Thanh là đại tướng chính trị, nắm quyền lãnh đạo đảng trong quân đội với chức vụ chính ủy toàn quân về phía chính quyền và bí thư tổng quân ủy trung ương về phía đảng. Nhưng những chức vụ đó hãy kém với chức vụ ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, mà theo cách nhìn của thế giới Tây Phương qua cách sắp xếp giới thiệu thứ tự trên dưới của Hà Nội, thì Nguyễn Chí Thanh lãnh tụ đứng hàng thứ 8 trong số 13 lãnh tụ cao cấp nhất của miền Bắc. 13 lãnh tụ của Hà Nội được Đại hội Toàn Đảng bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng tổ chức vào năm 59 là 1. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch nước. 2. Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng. 3. Trường Chinh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội. 4. Phạm Văn Đồng, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ. 5. Võ Nguyên Giáp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội. 6. Nguyễn Duy Trinh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. 7. Lê Đức Thọ, Bí thư Trung ương Đảng. 8. Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Chính ủy Toàn quân. 9. Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng. 10. Hoàng Văn Hoan, Bí thư Trung ương Đảng. 11. Lê Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng. 11 nhân vật trên là ủy viên chính thức và hai ủy viên dự khuyết. 12. Văn Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng. 13. Trần Quốc Hoàn, Bí thư Trung ương Đảng, Trung tướng Bộ trưởng Công an. Vào Nam, Nguyễn Chí Thanh đương nhiên nắm quyền bí thư Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp chỉ đạo các mặt, tối hậu quyết định mọi vấn đề tại miền Nam thay cho Trung ương Đảng miền Bắc. Kế đó là Trung tướng Trần Văn Trà, bí danh Tư Chi, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Danh sách được Hà Nội công bố năm 59, Trần Văn Trà nguyên là tư lệnh Bộ Tư lệnh kiêm bí thư phân khu ủy phân liên khu miền Đông trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ. Khi Đảng Cộng sản ra mắt công khai dưới tên mới là Đảng Lao động Việt Nam vào năm 1950, Trần Văn Trà là một trong những ủy viên thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Năm 1954 tập kết ra Bắc, Trần Văn Trà được Hà Nội gửi đi tu nghiệp ở trường Đại học Quân sự Moscow, rồi Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Sau mấy năm tu nghiệp, Trần Văn Trà trở về Hà Nội, được phong quân hàm thiếu tướng và giữ nhiệm vụ chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất nằm trong mặt trận Tổ quốc do Tôn Đức Thắng làm chủ tịch. Năm 62 được thăng trung tướng rồi vào năm 63. Vào năm lần này, Trần Văn Trà đảm nhiệm chức vụ phó tư lệnh thứ nhất R về phía quân đội, phó bí thư Trung ương Cục và phó bí thư quân ủy miền về phía đảng. Ở quân đội, tuy Trần Văn Trà chỉ là phó tư lệnh cấp dưới của tư lệnh Trần Lương, nhưng thật sự Trần Văn Trà là người điều khiển lãnh đạo chỉ huy trực tiếp tất cả các công tác quân sự chiến tranh tại miền Nam. Trung tướng Trần Lương tức Trần Nam Trung chỉ là một tướng chính trị, khả năng chuyên môn về quân sự gần như chẳng có gì, và Trần Lương ít khi nào xuất hiện tại khu vực Bộ Chỉ huy R, luôn luôn đóng đô tại khu vực văn phòng Trung ương Cục. Tiếp theo Trung tướng Trần Văn Trà là Trần Độ, bí danh Trần Quốc Vinh, Chính Vinh, bút hiệu Cửu Long. Trong thời kháng chiến chống Pháp, Trần Độ là chính ủy Trung đoàn Thủ đô.
Trong thời kháng chiến chống Pháp, Trần Độ là chính ủy trung đoàn thủ đô, sau là trung đoàn 209 độc lập, rồi từ trung đoàn Sông Lô năm 1948, đại đoàn 312 thành lập. Đậu được thăng cấp nhảy lên làm chính ủy đại đoàn vào mùa hè năm 1951, danh từ đại đoàn được đổi thành sư đoàn. Đậu giữ nhiệm vụ chính ủy sư đoàn 312 đến 1954. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, Trần Độ được tuyên dương đề cao là một trong những anh hùng Điện Biên. Năm 1955 về Hà Nội, Độ được đưa đi du học ở các trường đảng Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa. Năm 1958 được phong quân hàm thiếu tướng, giữ chức vụ tư lệnh kiêm chính ủy quân khu Hữu Ngạn sông Hồng. Trước giờ lên đường vào Nam năm 63, Độ nhận được quyết định thăng cấp trung tướng. Vào Nam cùng lúc với Trần Văn Trà, Trần Độ được giữ nhiệm vụ phó tư lệnh R kiêm chủ nhiệm cục chính trị phó chính ủy R về phía quân đội và ủy viên thường vụ trung ương cục phó bí thư quân ủy miền Nam về phía đảng. Trần Độ là tướng lãnh trẻ nhất trong hàng ngũ tướng lãnh miền Bắc, Độ chức được Trung ương Đảng tin cậy xem là một cây lý luận, lý thuyết gia của các báo đảng như Học tập, Tiền phong, vân vân. Tài năng đăng lên về quân sự chính trị cả văn học. Song song với Trần Độ là Lê Trọng Tấn, bí danh Ba Long. Lê Trọng Tấn vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ trước năm 45, được đảng cử đi nằm vùng làm lính nhảy dù của Pháp, đóng tại trại Bạch Mai. Nhờ đó, khi Nhật đạo chánh Pháp, Tấn đã đem khá nhiều súng đạn về cho đảng, và chính Tấn cũng là một trong những đầu mục có công thanh trừng Việt Quốc, Việt Cách, những anh em quốc gia thời 46 ở Hà Nội. Nhờ những công lao đó, năm 46, Tấn được cử giữ chức vụ phó tư lệnh khu. Khi Pháp trở lại kháng chiến bắt đầu, Lê Trọng Tấn được giao chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn Sông Lô, mà Trần Độ là chính ủy trung đoàn. Năm 1948, Tấn được đề bạt tư lệnh đại đoàn 312. Năm 1954, qua chiến dịch Điện Biên Phủ, Tấn cũng được tuyên dương chung với mọi người. Năm 1955, về Hà Nội, Tấn được đưa sang Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh tu nghiệp về quân sự. Năm 58 về nước được phong quân hàm thiếu tướng, công tác ở Cục Tham mưu và là hội trưởng Hội Thể dục Thể thao. Có một thời gian Tấn là hiệu trưởng trường lục quân đào tạo sĩ quan cho quân đội miền Bắc. Trước giờ lên đường vào Nam như Trần Độ, Tấn cũng được nhận quyết định đề bạt lên trung tướng. Vào Nam, Lê Trọng Tấn lấy bí danh Ba Long, được cử làm tư lệnh phó R kiêm chủ nhiệm cục tham mưu, trực tiếp điều khiển về an ninh tình báo cũng như hệ thống gián điệp tại miền Nam. Về phía đảng, Tấn còn là ủy viên trung ương cục ủy viên quân ủy miền Nam. Kể từ 1963, khi Thanh, Trà, Độ, Tấn vào Nam, văn phòng bộ chỉ huy R và ba cục được thành lập ngay, xây dựng căn cứ ở suối nước trong. Giữa rừng sâu cách biên thùy mi mốt chưa đầy 10 cây số, từ đó bộ chỉ huy trời còn có thêm tên gọi là bộ chỉ huy ba cục. Bên ngoài căn cứ, trạm kiểm soát cổng bảo vệ đồng canh nằm trên các con đường xuyên căn cứ hoặc ven căn cứ mọc lên như nấm, rồi các đơn vị cảnh giới phân vùng kiểm soát chung quanh căn cứ suốt ngày đêm. Án ngữ ở cổng bảo vệ cuối cùng là phòng thường trực với một đại đội vệ binh trang bị vũ khí đầy đủ. Tất cả các cán bộ bất cứ từ đâu đến, muốn vào các cục hoặc bộ chỉ huy ba cục đều phải dừng lại ở phòng thường trực. Bộ chỉ huy quy định rằng phải là cán bộ từ cấp đê trưởng, tức từ đại úy trở lên mới được phép vượt qua khỏi phòng thường trực để vào tiếp xúc làm việc với các cục. Bởi vì chỉ có cán bộ từ cấp này trở lên mới có thể đảm trách những nhiệm vụ quan trọng cần sự giải quyết của các cục. Cán bộ cấp dưới không có việc gì phải đến cục. Hệ thống quân giai cấp kế đó giải quyết đủ rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa hãy từ đê trưởng trở lên muốn vào căn cứ ba cục lúc nào cũng được. Phải điện thoại vào trong báo trước, chờ trả lời. Khi nào bên trong gọi điện thoại cho vào mới được vào. Dù đã từng đi lại nhiều lần quen mặt cũng vậy, phòng thường trực vẫn phải điện thoại xin lệnh bên trong. Kỳ dư các cấp dưới dù có việc gì khẩn cấp quan hệ đến đâu đi nữa cũng chỉ được phép ở phòng thường trực, điện thoại vào bên trong, chờ người ra gặp và giải quyết công việc. Ngay cả bảo vệ viên theo hộ vệ các cán bộ cao cấp cũng phải dừng lại nơi đây, đó là nguyên tắc. Cho nên lính tráng muốn gặp được một ông cục còn khó lòng được gặp, huống hồ bộ chỉ huy còn khó biết bao nhiêu.
Bên trong căn cứ chia ra làm nhiều khu vực cục tham mưu, khu vực cục chính trị, khu vực cục hậu cần, khu vực vệ binh và cuối cùng là khu vực bộ chỉ huy. Mỗi cục có một số phòng với các ban trực thuộc chia thành từng nhóm riêng rẽ ở một góc. Mỗi cục đều có một hệ thống điện thoại riêng, giữa các cục phòng thường trực và bộ chỉ huy còn có một hệ thống điện thoại khác. Đường từ phòng thường trực vào các cục được đặt tên là đường thống nhất. Trên con đường đó, mỗi ngã rẽ vào một cục đều có một trạm thường trực riêng và đội cảnh vệ riêng. Con đường thống nhất không chấm dứt ở bộ chỉ huy ba cục, mà chỉ vần ngang vòng qua khu vực bộ chỉ huy rồi đi thẳng hướng đông chết về biên giới Mi Mốt. Khi anh Sáu Vi ở hẳn lại bộ chỉ huy thì khu vực này tuy là khu ít người nhất, nhưng lại được tái thiết quy mô nhất. Mỗi tướng lãnh ở một nhà riêng cách nhau vài trăm thước, có bí thư riêng, cần vụ riêng, ăn uống riêng. Giữa các nhà của các tướng lãnh trang bị thêm một hệ thống điện thoại riêng, ngoài hệ thống điện thoại toàn căn cứ và khu vực bộ. Nhà tiếp tân, câu lạc bộ, thư viện dành riêng cho bộ chỉ huy cũng được thiết lập. Dù rằng hỏa hoạn một đôi khi, một vài tướng lãnh chỉ liếc mắt đảo qua, một trung đội tiếp phẩm chuyên biệt lo việc phục vụ cho bộ chỉ huy theo một tiêu chuẩn đặc biệt, cứ mua cứ xuất đủ thứ các thứ thực phẩm tươi ngon bổ dưỡng qua các ngõ biên giới, bầu cỏ Tà Păng, Bến Củi, Định Thành, Bình Dương, Sóc Ông Trang. Để chăm sóc sức khỏe cho bộ chỉ huy, bệnh xá đặc biệt được xây cất tại khu vực bộ, đó là bệnh xá 70. Từ 1965 trở về 1963, y sĩ cao cấp 7 đại làm bệnh xá trưởng và 7 y sĩ khác, với 5 y tá làm cán bộ nhân viên điều trị. Hàng y sĩ đều là cán bộ mùa thu từ Bắc trở về Nam, từng phục vụ ở các bệnh viện 103 và 108. Chỉ có số y tá là người được đào tạo tại khu B. Về mặt tổ chức, bệnh xá chỉ liên hệ công tác chuyên môn với phòng quân y cục hậu cần chờ, còn điều khiển tổ chức lại trực thuộc cục tham mưu. 2 năm đầu thì vậy, từ 65 trở về sau, 7 đại được đưa đi học bổ túc bác sĩ khóa 1 ở trường quân y trung ương cao R, bác sĩ Tô Thiện từ Hà Nội về thay thế. Đến 66, Tô Thiện lại được đưa đi làm viện trưởng bệnh viện K-76 phục vụ cho chiến dịch đường 13, y sĩ 10 tài từ khu A lại được gọi về thay. Tuy là bệnh xá nhưng cũng được trang bị dụng cụ chuyên môn không khác bệnh viện khác. Khoa ngoại cũng trang bị phòng mổ đủ các dụng cụ đại phẫu thuật, trung phẫu thuật. Có điều bệnh xá không có giường bệnh. Và suốt từ 63 đến sau này cũng chẳng có bệnh nhân nào nằm lại bệnh xá khác hơn là nhân viên của bệnh xá. Bởi bệnh xá lập ra dành cho các tướng lãnh trong bộ chỉ huy. Mà mấy ông tướng có sốt rét cũng chỉ nằm nhà cho em út nó chăm sóc, tội gì phải đi đâu. Bệnh xá 70 chỉ là một hình thức tổ chức, một sự làm gián. Trong vấn đề điều trị, các tướng lãnh không phải do các y bác sĩ tại đây mà do các sư tổ y khoa của phòng quân y đảm trách. Hàng tháng đều đều 2 lần người ta thấy hai bác sĩ Nguyễn Minh Nhàn và Hoàng Minh Thọ khăn gói đùm đề còng lưng cởi xe đạp từ bệnh viện 320 và trường quân y trung cao R về bộ chỉ huy ba cục thăm sức khỏe cho các tướng lãnh. Bác sĩ Nguyễn Minh Nhàn, xin lỗi hồi nãy tôi đọc Nguyễn Minh Nhân tại vì dấu coi không rõ. Nguyên trong thời 9 năm kháng chiến chống Pháp là bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, quân y viện trưởng khu 9, rồi phân liên khu miền Tây. Năm 54 tập kết ra Bắc được đi học tiến sĩ y khoa ở Moscow chuyên về thần kinh cao cấp. Nguyễn Minh Nhân đã đậu thủ khoa dẫn đầu mấy trăm y khoa tiến sĩ cùng khóa, sau đó đi Bình Nhưỡng tham quan và nghiên cứu về khoa châm cứu do bác sĩ viện trưởng viện châm cứu Bắc Triều Tiên Kim Pong Han hướng dẫn. Về Hà Nội, Nhân được cử giữ nhiệm vụ chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Quân sự 103 và chuyên gia thần kinh cao cấp dạy ở trường Đại học Y khoa và Quân sự cao cấp của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Hà Nội. Mặt khác, Thành còn là bác sĩ trong Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, Trung ương Đảng phục vụ bảo vệ sức khỏe lãnh tụ. Năm 1963, đổi tên Nguyễn Thiện Thành ra Nguyễn Minh Nhân, đi tàu biển trở về Nam, đổ bộ lên mũi Cà Mau rồi theo đường dây R đảm nhiệm chức vụ phó phòng quân y R kiêm nhiệm chuyên gia nội khoa, cố vấn của Bệnh viện 320, bệnh viện lớn nhất ở miền Nam, và giảng viên thần kinh cao cấp của trường quân y trung cao R. Hoàng Minh Thọ, tức Trương Công Trung, nguyên quân y viện phó khu 9 cùng với Nguyễn Thiện Thành là cặp bài trùng y khoa nổi danh ở miền Tây trong thời kháng chiến chống Pháp.
Nếu Nguyễn Thiện Thành chẩn đoán nội khoa bá phát bá trúng điều trị cừ sáng chế ra dược liệu ở miền Nam đầu tiên thì Trương Công Trung, dù chỉ xuất thân là sinh viên y khoa năm thứ tư, chiến trường khu 9 đã tạo cho Trung trở thành một bác sĩ ngoại khoa lỗi lạc, mổ nhanh như gió, giải quyết mọi ca hiểm hóc nhất của chiến trường miền Tây. Năm 54 tập kết ra Hà Nội, Trung được đưa sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh ngoại khoa chuyên về bụng và ngực, giật mãnh bằng tiến sĩ y khoa của Viện Hàn Lâm Viện Y học Liên Xô. Cái này hơi lạ lạ nha. Đi học ở Liên Xô thường thường giật mãnh bằng phó tiến sĩ chứ đâu có tiến sĩ. Về Hà Nội, Trương Công Trung làm chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Quân y 103 và là chuyên gia ngoại, giảng ở trường Đại học Y khoa và trường Quân y cao cấp của Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Hà Nội. Cùng lúc với Thành, Trung cũng vào Nam cuối năm 63, đi bằng tàu xung kích đổ bộ ở bờ biển Ba Tri. Từ Bến Tre, Trung được đưa một mạch về R giữ nhiệm vụ phó trưởng phòng quân y R kiêm hiệu trưởng trường quân y trung cao R và là chuyên gia ngoại khoa của bệnh viện 320, từ đó tên được cải đổi lại là Hoàng Minh Thọ. Cả hai đều mang cấp bậc thượng tá quân y, hai trong bốn phó phòng quân y R. Về quân y ở miền Nam, hai nhân vật đó được xem là hai sư tổ oai danh trùm thiên hạ. Chưa một nhân vật nào có thể được xếp ngang hàng dù rằng cũng được đi học ở Liên Xô Đông Đức trở về. Cho nên việc thăm sức khỏe mỗi tháng hai lần cho các tướng lãnh ở Bộ Chỉ huy phải là việc của Nguyễn Minh Nhân và Hoàng Minh Thọ. Các y bác sĩ ở bệnh xá 70 chỉ là những thợ chích và chuyên viên bưng nước đưa thuốc cho tướng lãnh uống mà thôi. Đôi khi các chuyên viên đó còn kiêm thêm việc pha cà phê ca cao uống sáng và ngày hai buổi đề nghị thay đổi thực đơn kiểm tra những món ăn có thượng cấp qua các bếp, cũng như đánh giá sức khỏe các tướng của mình qua lượng thức ăn tiêu thụ được. Nhiều thì thôi, nếu ít một tí coi như chiều hôm đó chuyên viên đặt vấn đề đem ra thảo luận nghiên cứu để biết nguyên do và tìm biện pháp điều trị. Sinh hoạt thường ngày của các tướng lãnh trong Bộ Chỉ huy gần như một công thức điều điều, không khác những ngày còn ở Hà Nội. Cái nếp sống chính quy với những nguyên tắc của miền Bắc được áp dụng triệt để ở đây. Sáng ra, thức dậy 6 giờ, xúc miệng rửa mặt xong thì trà đậu Tấn Định, kéo nhau đến nhà của anh Sáu, tức Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để sinh hoạt tin tức, trao đổi ý kiến qua những cốc ca cao sữa hột gà, những điếu thuốc ăn lê, Craven E 3 số 5 vân vân và mấy chiếc bánh ngọt mua tận Sài Gòn mang về hai từ Nam Văn đưa đến, sau đó là chè Ba Đình trong suốt buổi sinh hoạt. Buổi sinh hoạt sáng này có thể chia ra ba phần riêng biệt. Phần thứ nhất là tình hình thế giới ngày qua, phần này chỉ thuần tin tức các hãng thông tấn quốc tế. Các đài trên thế giới được kiểm thính và bài kiểm báo do Hà Nội điện vào lúc 12 giờ đêm. Tin tức kiểm thính thì do phòng tin tức báo chí của Cục Chính trị theo dõi, nhận được qua radio và bộ phận điện đài đúc kết thành một tập đánh máy. Ngoài bìa có phân loại sẵn, ghi tiết mục tóm tắt ý chính. Tập tin tức kiểm thính này cứ mỗi sáng 5 giờ là phòng tin tức báo chí phải cho một cán bộ mang đến nạp tại văn phòng của Trần Độ. Trong buổi sinh hoạt, Độ đích thân mang đến, đọc sơ qua các mục và ý chính trong những tin tức quan trọng, sau đó tùy yêu cầu của các tướng mới đọc từng chi tiết. Qua mỗi tin, Độ có nhiệm vụ kết luận nhận xét một câu, các nhân vật khác bình thêm vài câu ngắn rồi thông qua các tin tức quan trọng khác. Phần thứ hai là tin trong nước, tin tiền phương, tin quân báo, tin nội bộ, do Tấn báo cáo dựa vào quyển sổ tay do Tấn đọc và tóm tắt từ đêm qua. Mỗi tin, mỗi vấn đề, Tấn báo cáo luôn nhận xét của mình. Mọi người ngồi nghe sau cùng, ai có nhận xét ý kiến gì khác thì thêm vào, nếu không lại thông qua. Phần thứ ba của buổi sinh hoạt là các vấn đề linh tinh thuộc về sáng kiến, tư tưởng chính trị, công tác. Ai có ý kiến gì phát biểu cho mọi người biết. Sau cùng là kết luận chung tất cả mọi vấn đề đã báo cáo trong buổi sinh hoạt. Anh Sáu bao giờ cũng là người kết luận sau cùng và ban chỉ thị. Buổi sinh hoạt chính trị mỗi sáng trung bình từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi, đôi khi kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ, và những hôm có những vấn đề thời sự đặc biệt như những vụ xáo trộn ở Sài Gòn, những sự kiện đặc biệt của thế giới liên quan đến chiến tranh Việt Nam thì kéo dài thêm 2 giờ là chuyện thường. Phục vụ lấy bánh pha cà phê pha trà trong suốt buổi sinh hoạt là Trung tá Quang, một cựu phụ đạo viên của ban huấn luyện trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc ở Hà Đông, bây giờ vào Nam làm bí thư cho anh Sáu. Nhiệm vụ của Quang trong buổi sinh hoạt là lẳng lặng làm công việc phục vụ cho các thủ trưởng của mình ăn hút.
Nhờ ơn mưa móc, quan cũng được hưởng nhờ cái thú mà cả những cán bộ cao cấp khác chưa dám thụ hưởng thường xuyên mỗi sáng tại căn cứ bộ chỉ huy ba cục, sợ bị các cấp dưới phản ảnh lên trên, bảo mình muốn học đòi làm bộ chỉ huy thì khốn. Sinh hoạt xong ai nấy trở về nhà riêng ăn sáng, như đã nói ở trên. Bữa ăn của các tướng lãnh bộ chỉ huy do các anh nuôi được đảng tuyển chọn dựa vào tiêu chuẩn đảng viên thành phần bằng cố nông, tư tưởng tốt, trung thành, tinh thần trách nhiệm và nấu ăn giỏi, đã qua những trường lớp hướng dẫn đặc biệt về nấu ăn do nhiều chuyên viên phụ trách. Thực đơn được thay đổi mỗi bữa để tránh sự nhàm chán dưới sự kiểm soát của y sĩ bệnh xá 70. Sau bữa ăn là đến giờ làm việc, mỗi người tùy theo phần việc cá nhân đảm trách mà giải quyết, hoặc ngồi ở bàn hoặc nằm ở võng văn trước nhà đọc báo cáo, thư từ, tin tức, báo chí, sách vân vân, hoặc đi hội họp hội ý với người khác hay toàn bộ chỉ huy tại hội trường. Vì lý do an ninh phòng gian bảo mật, các tướng lãnh trong bộ chỉ huy rất ít khi đi công tác bên ngoài, xuống các đơn vị bên dưới hoặc tham dự chiến dịch. Mỗi năm một người nhiều lắm là hai lần đi thăm kiểm tra các đơn vị cấp dưới như các cục, các trung đoàn, sư đoàn chiến đấu như công trường 9, công trường 5, công trường 7. Nếu đi trong vòng khu B chỉ một tiểu đội đạp xe theo bảo vệ, đi ngoài B thì cả trung đội, nhưng ở các vùng nguy hiểm, các lỗ giao thông thì cả tiểu đoàn được lệnh cảnh giới trước, nằm đường đề phòng mọi sự bất trắc. Đó là những chuyến đi thăm các đơn vị bên dưới, ngoài ra cũng còn một đôi lần khác đi họp thường vụ đảng Trung ương Cục miền Nam và thăm xã giao mặt trận của Nguyễn Hữu Thọ. Đi công tác bên ngoài, thăm viếng, kiểm tra cấp dưới thì bao giờ cũng chỉ có ba người có thể xuất hiện là Độ, Tấn và Định, còn Trà không bao giờ. Trà chỉ dự họp thường vụ Trung ương Cục hoặc xuất hiện ở đại hội mặt trận, hầu hết ở các đại đội khác thăm viếng kiểm tra cán bộ của các cục được chỉ định cử đi thay mang theo chỉ thị về báo cáo lại. Riêng anh Sáu thì mỗi năm bí mật trở về Hà Nội ít nhất là một lần để họp bộ chính trị và báo cáo công tác với Trung ương Đảng, đôi khi được triệu hồi theo lệnh khẩn cấp. Trong những lần đó, ngoài công tác, anh Sáu còn được nghỉ ngơi ít lâu, vui vẻ với vợ con tại Hà Đông. Các tướng khác không được hân hạnh đó, nhưng mỗi năm hai lần, các bà xã được Trung ương Đảng gửi máy bay hàng không dân dụng Liên Xô vào Nam Vang với tư cách một du kích vô danh. Tại đây, phái đoàn đại diện thương mại Hà Nội có bổn phận cử người bí mật tiếp trước và bảo vệ. Các ông xã ở chiến khu Tây Ninh đã được điện cho Trung ương báo trước, cho người trực sẵn ở biên giới. Phái đoàn đại diện thương mại ở Nam Vang tổ chức đưa các bà xã đến biên giới. Các bà được đón về thẳng bộ chỉ huy ba cục làm nhiệm vụ địa chỉ thu tô ông xã. Ít lâu tô được đông đầy đủ, các bà lại được đưa đến Nam Vang rồi về Hà Nội. Ấy thế khoảng tháng 5 năm 1966, bà đại tướng từ Hà Đông vào thăm ông xã, bị vi trùng của khu B vật cho mấy cơn sốt rét đứ đừ. Văn phòng bộ chỉ huy truyền lệnh cho cục hậu cần chỉ thị cho phòng quân y, rồi phòng quân y cấp tốc báo động triệu hồi tức khắc Nguyễn Minh Nhân, Hoàng Minh Thọ từ bệnh viện 320 và trường quân y trung cao về bộ chỉ huy để hội chẩn điều trị cho bà đại tướng. Nhân lúc ấy sư tổ chuyên gia chấn thương của các chiến dịch là y khoa tiến sĩ Liên Xô Vũ Trọng Kính đang có mặt ở bệnh viện 320 để giải quyết các trường hợp chấn thương xương sẩu sau chiến dịch Dầu Tiến và đường 13, nên bác sĩ Vũ Trọng Kính cũng được lệnh đòi. Cả ba hối hả dẹp thương binh lại đạp xe hỏa tốc về bộ chỉ huy. Sau đó từ căn cứ suối nước trong cả một đoàn quân y gồm các tay tổ, theo bà đại tướng sang Nam Vang để đưa bà về Hà Nội. Lần đó suýt chút nữa Nguyễn Minh Nhân về được thiên đàng vì bom khu trục bên đường đi. Bom nổ cách Nhân chừng 5 thước, rơi ngay anh Cần Vũ Riêng làm anh ta chỉ còn là những miếng thịt vụn vương vãi nát bấy. Sinh hoạt của bộ chỉ huy, buổi trưa các tướng tá ăn muộn hơn. Cán bộ chiến sĩ thì 11 giờ 15 hoặc 11 giờ 30 đã ăn rồi, các tướng phải đến 12 giờ vì buổi sáng ăn muộn, trưa chưa đói lắm. Ăn xong trà nước đánh một giấc, thức dậy tắm rửa lại cà phê cà pháo làm việc đến chiều. Có hôm hứng thú thì một vài tướng nhào ra sân chơi bóng chuyền rồi tắm rửa ăn cơm chiều. Thỉnh thoảng buồn tay ra lệnh cho đòi đám cán bộ có trình độ đánh lơ khơ cao cấp đến hầu vài ván, cơm tối xong lại trà lá làm việc đọc báo hoặc hội họp đến khuya. Nếp sống bình nhật của các tướng là vậy, ăn chẳng thiếu món ngon vật lạ nào,
thủ trưởng chưa kịp thèm, cán bộ cấp dưới đã ra lệnh cho anh nuôi tích cực chăm sóc rồi. Lính cứ sáng mắm truốc kho, trưa mắm truốc xào, chiều kho mắm truốc. Chứ các tướng lãnh thì thịt thà, cá gỏi không thiếu một thức gì. Ở Sài Gòn có món gì, ở Nam Văn có món gì, ở rừng có loại thú nào ngon là tướng lãnh có đủ. Cả trung đội chỉ lo chuyên chở vận tải quanh năm suốt tháng cho 4 năm tướng lãnh. Rồi còn cả hàng mấy trăm con người chung quanh thì cái chuyện sai bảo đi săn đi đánh bẫy, vác mìn đi đánh cá, tắt suối tắt bào có khó khăn chi.